không có nó bậy. Tôi bơ quay. Có quay vô Hùng không anh? Không. Chị nè, thôi đừng nó bỏ. Ở lại đó. Đừng nói nữa mà, tập trung vô. Dạ. Giờ tập trung người bạn mới nè. Thập cổ luôn đi, bạn mới đi. Quá trời mừng ha. Ba, trời ơi. Dạ. Trời ơi, găng cái này sao dạ. Dậy rồi. Dạ. Thưa anh chị mới tới. Dạ, có. Ủa, đàn bà thôi. Đâu mặt nó chạy vậy? Thưa má, thưa anh chị mới tới ba má ơi. Thưa má mới tới bả kìa. Trời ơi. Má ơi. Dạ, bữa nay bông mới qua hả? Bữa nay có người yêu đi qua. Không có nói bậy nha. Dạ, dạ. Nó bậy nè. Dạ, bình thường thôi. Nó kêu. Đi vô chơi. Dạ, dạ, bằng bạn trai quá. Ừ. Vô đây quay em clip rồi. Em hả? Đi vô đây nè. Vô quay clip đi. Vô. Quay với cái bà tạo quá có gì đâu bình thường. Trời ơi. Hùng cái rồi. Hùng luôn. Có gì đâu bình thường bạn mà. Trời đẹp như mơ đúng không? Đó. Đó. Dân chê. Trời ơi. Đẹp trai không? Ừ. Ngồi nghỉ vô, ngồi nghỉ. Vô chơi mới dẫn vô. Vô đâu? Vô đây. Ngồi đi. Ngồi đâu? Dẫn vô ghế, dẫn vô giường. Ngồi đây mẹ đi. Ngồi đây chờ đủ. Ngồi đây chơi đi, để đi. Để cười ngồi thôi. Lấy má về đi. Bái anh này rồi đó. Bái anh này đó hả? Ừ. Hỏi thằng nó cho cái này luôn. Hỏi thằng nó. Bái anh này nè. Ngồi chơi hả? Ngồi chơi nè anh chị. Có làm như là sao? Hỏi thằng nó kìa. Dạ. Hỏi thằng tên gì đó ở đâu? Ở đâu lại đây đây? Hả? Nó chạy vậy hả? Tính hiểm á. Chơi bạn với mơ được không? Ừ, đẹp quá trời. Nó nhìn mẹ nó đó ba mẹ. Nó khùng hơn chết. Ừ. Qua trời nhà yêu gì kìa. Ờ không có nó bậy. Tôi bơ quay. Có quay vô Hùng không anh? Không. Bỏ ở lại đó. Đừng nói nữa mà, tập trung vô. Dạ. Giờ tập trung người dạ. Bạn mới nè. Thập cổ luôn đi, bạn mới đi. Đó. Đó, chơi bạn gì chơi mà. Đó, thấy không? 1, 2, 3. Ồ. Đẹp phải không? Hết chạy. Mình nghèo, mình chơi nghèo đi nè. Có đẹp trai không? Dạ. Ok không? Lời quá rồi. Quái rồi đó, ông bầu luôn quái rồi đó. Biết ai không? Dạ. Biết ai không? Dạ không. Trời ơi, ông gì ôm ấp dữ hả? Có anh tên gì ạ? Tên Tuấn. Dạ. Tên Tuấn. Nó đẹp quá, tên Tuấn nè. Chơi bạn với em không? Đỡ em hiền cô hả, dễ thương, chơi dễ hiểu ha. Trời ơi, có người hiền lắm chứ. Ừ, em cũng ai lú à. Mới cạo đầu ra đó, chứ đó đâu có để tóc đàng hoàng đâu mà, lịch sự. Thấy đẹp trai không? Đẹp trai, lấy nó coi đây nè. Ôi, em có người yêu anh đâu có chấm cơm. Quỷ sứ, không giận tao nữa. Không biết bà mơ ngủ quá. Rồi kêu ca, giờ lâu gặp chị quá. Dạ. Thấy ra sao ngồi đi anh ta đi. Chút đi ngồi đi. Dạ. Ngồi dẫn đi chơi rồi coi. Dạ không? Dạ không? Uống một quay được không? Không đẹp quá trời, mà kêu ba má không à. Ở phải kìa kìa. Trời ơi, ngồi với người yêu rồi nói chuyện đi, hỏi an tâm sự đi. Có vợ chưa? Dạ chưa. Dạ. Yeah. Yeah. Ông Liêm cự luôn đó, bái rồi ông Liêm. Ờ, à. Còn trai luôn á. Dạ. Yeah. Chưa có khui hàng luôn. Dạ, nó khui trai rồi. Đến với mờ được không? Hả? Đến với mờ được không? Bình thường. Ồ, thấy chưa, bình thường đó. À, đẹp quá trai ha. Đẹp nóng lanh luôn trời. Trời, hai tướng tá được không? Hả? Hai tướng tá được. Hai người xứng không? Xứng. Ừ, quái cư tôi kìa, cư quái. Cư lại vậy. Cư quái đúng quá. Quái ở đâu bầu? Đến với nhau đi. Đến với nhau đi. Ừ. Rồi bố. Sao thấy như là vẻ đẹp của anh Lộc á. Mà có đúng theo cái gu của mơ không? Được, nó làm bạn trai được. Ừ. Bạn hiền được. Chứ cũng khỏe trong người lắm á. Ừ, cô bình thường. Thôi giờ mình ca lan và đẹp ngưỡng bản đi. Ừ. Được không? Tặng cho khán giả Tết đi, cười giỡn ăn Tết lên đình đi. Ôi, chơi với em mơ đi. Nhưng mà trước khi ca nè, hỏi anh Lộc một tiếng nè. Dạ. Xem trên hình, chứ bây giờ thấy thực tế nè, coi mơ hả là đẹp không? Sao không đẹp? Để cho Lộc cho trả lời. Đẹp. Đẹp không anh? Để anh bồng anh ảnh tủ bằng nè. Thấy trong vừa tầm mắt không? Vừa ý à. Dạ, đó, thấy chưa? Anh đừng có bẻn lẹn. Bầu rồi, bầu đấy còn rung mình không bầu. Ở đẹp bầu. Em tất nhiên có đẹp hơn bạn em rồi. Thôi rồi hai người tâm sự đi. Dạ. Ngon mày. Anh tên gì ạ? À? Tên Tuấn. Anh tên gì? Tuấn. Tên gì tôi không hiểu ta. Tên Tuấn. Tên Tuấn hả? Tuấn. Tuấn hả? Tên Tuấn trời. Ừ. Em tên Mơ.
Dạ dạ dạ. Dạ. Thôi bây giờ mình tặng cho khán giả ca cổ bản đi. Ca ba bản, bốn bản gì đi. Ông nào cũng quý mà thôi. Ờ ca Lan Hòa Đẹp chơi đi. Như Kiều Mỹ đi. Được không? Đó, ba kêu ca bao cãi à. Ờ tặng cho ca cổ đi, ngồi ba cựu đó. Được không? Em đang xong ca. Dạ tôi đâu biết ca không. Ờ sao không biết ca, chờ đàn cha sao không biết ca. Dạ hả? Ừ. Thôi giờ em nhịp trước tới đi. Vậy hả? Ờ ca à. Tặng một người tình mới đi. Bởi vậy? Này người tình nhỏ đó. Dạ yeah. Ừ. Ca mà sao không biết ca nữa trời. Rồi sao hai người nói vừa bẻn lẻn dữ rồi. Dạ yeah. Thì bà biết ca bà ca đi. Bà em mà đâu biết ca đâu. Dạ một kia. Thôi giờ ca Lan có đẹp bản đi. Kệ không ngồi đâu ngồi kệ. Tôi thấy hết không học mà. Đang học mà. Ờ mình có học mà. Thôi tặng cho khán giả một bản Lan Hòa Đẹp đi. Đấy, à, lâu quá trời không là chưa gấp chứ cười giỡn lên nha. Thằng hái đồ lên cười giỡn ăn Tết linh tình ra chứ mà cũng buồn không chồng vợ mà ăn nó khán giả. Chúc anh chị mà ăn Tết đồ nha. Tất cả đồ nghe anh chị đồng nghiệp đồ nha. Nhìn quá lại cứ không quá trời đẹp bà ơi chị. Số 1 luôn đẹp dữ dằn luôn. Ủa ca đi. Ảnh với chị đẹp khoái ghê rồi đó mẹ ơi ghê quá chị tăng rồi đó. Ca đi. Đẹp hết trời. Thôi ca bản đi. Khỏi mong gặp mày. Khỏi mong gặp. Tôi kể người nghe nơi Lan Hòa Đẹp một chiến tranh cay đắng. Lúc tôi còn thơ Lan quấn tường mộng mơ đem viết thành bài thơ thờ ai đẹp vui như bấm trắng sài đắm bên làng Lan như bóng qua ngàn yêu thương vô tràn. Đẹp ơi đáng cắt tóc quên đời gì anh. Không lên trong cổ bạn ơi. Chị kêu anh yêu kìa. Vậy hả? Ừ. Ờ trong năm chơi bạn của người ta. Anh lộp. Đừng có mờ làm gì né. Đúng không? Đúng không? Trời không có biết ca mà. Không biết ca tôi ca anh chơi. Ngộ né giữ thần chơi. Không biết nhớ đâu mà đầu ca nó ghê trời hút luôn. Lại không bầu. Chắc kêu màu dịch tôi quá trời luôn. Là ai ca Lan đẹp như Kiều Mỹ vậy đó. Lên luôn hết vậy anh Tâm. Lên luôn đi, lên lớp, vô. Đẹp ơi mới lên chốn thành đô nhà kia quá rực cờ. Xin anh đừng quên bến tờ con sông nhỏ chung quê chứ em già già mong chờ. Quỷ trên nhà cái xe cổ. Lại không quá trời. Bỏ xuống lắm ba bầm. Kìa. Lại xin anh đừng để già nghi ngờ thèn đu thì ngọn tranh ngọn đỏ em dặn một lần nhưng nhớ mảnh chân quê nhớ dập sông bên lỡ bên bồi nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa gương thất nhớ đàn ông bơm tranh ăn học trinh nguyện chọn đời thấy chung. Ông phụ của bác ca tôi lại. Ông nội bông lại không. Đúng là bông lông đi. Cái gì vậy trời. Ông phụ của bác ca là gà. Lò cái người bên đó đi. Đó vậy. Anh em vô gà bản anh em. Đang chung mà không ai ca em kìa. Không ai chơi. Đó này đi. Lộc hoài. Dạ. Đang chung kìa. Đó. Chuyện đàng hoàng đó. Đang bản kìa. Tại tôi không có ca đâu. Nói chuyện. Nói chuyện. Nói chuyện. Ông biết ca được nghe không. Phải nói chuyện bình thường đi. Dạ. Thì bây giờ nè, giống như là anh Lộc á, dạ. Tối này nè, anh nói là anh có để ý mơ. Dạ. Anh là muốn tới tìm hiểu mơ đó. Dạ, dạ. Thì mơ có cho ảnh cái cơ hội để... Ngồi đây đi. Thôi. Trời ơi, cái này sao quá trời. Em khoái tài ba quá hà. Dạ. Ừ. Tài ba không chưa? Anh Lộc anh nói là ảnh thương đó. Rồi quay hồi trốn là quay cái nè. Quan trọng muốn là quay ra mới được chứ quay không trốn là quay. Đúng rồi. Bây giờ con đủ là quay bà. Con đem cà quê cho anh cà em. Ừ. Ông cười đâu nói chuyện với anh. Ông trời ơi, ông chiêu ca rồi cà em cà quê. Ca dở Lệ Thủy nè. Thôi giờ con ca bản là của Lệ Thủy ai mua sầu riêng. Ồ. Đâu bằng em. Còn đẹp quá trời. Đẹp. Đẹp quá cho con sống vài năm nha. Chúc bạn ăn may mắn ăn Tết linh đình nha. Em gạo con đẹp Phật. Mỹ đẹp quá. Quá đâu rồi, chồng cho bài đi đó. Ai ai làm gì tự nhiên nhảy găng anh. Thôi bây giờ nè, quan trọng này nè. Nó lo ở ngoài không à. Lộc nói là thích mơ. Thì bây giờ mơ có tạo điều kiện cho anh Lộc tới tìm hiểu không? Thì ai có đến thương em thì thơm. Em cô đơn, hoặc yêu, hoặc có bên anh à. Đó, thấy chưa. Bây giờ em có ở nào chứ. Anh Lộc cũng cô đơn. Dạ.
mà mơ cũng cô đơn. Dạ. Thì đến với nhau rồi. Em nuôi mẹ già. Đúng rồi. Rồi đến nhà không cần đẹp trai đẹp xấu chứ. Đó hết trơn. Nhiều đó là dạ. Anh muốn gì đó. Sống với nhau mà hợp sống rồi. Sao anh lọc? Mạnh dạng lên. Anh lọc. Đến lọc lừa là không vậy đời bây giờ mà bữa nay gì ngày mai cô đơn chứ. Mạnh mẽ lên lọc. Thôi giờ ca bản ghê tới cho cần dấn đi. Bây giờ này nói chuyện với anh Lộc. Nói chuyện với anh Lộc. Hỏi anh Lộc.